Nãy kêu em vô để bán cho tôi một hộp bánh khọt cho tôi rau nhiều nhiều quá. Tôi nói anh ơi, hôm nay rau nó còn hơi mắc đó, anh không cảm. Chị, bịch chè chuối phải không? Rồi. Dạ đây. Con không có ăn đậu phộng nha cô. Rồi, chè không ăn đậu phộng ha. Rồi, đây. Đây là chị. Bịch chè không lấy đậu phộng. Dạ đúng rồi, nó cho con ba mập tôm thịt. Rồi đây dì gái làm liền, chị chỉ đi. Dì gái làm lẹ lắm. Đó phải mì nhiều nè nha. Không đứng chờ đợi. Không phụ lòng người chờ đợi. Tối xíu đi em, chứ để đứng nắng chị gái cũng sốt ruột lắm. Mấy ngày nào đứng nắng là sốt ruột rồi. Gái cho con nước mắm này được chua nha nè. Chị gái cho là thoải mái, yên chí, không có sợ thiếu. Nước mắm đồ chua nhiều nhiều ha. Đây, rồi, đồ chua thoải mái luôn. Khó, đợi xíu. 200 cái bánh rôm. 20 cái bằng hộng đây. 20 ngàn một chục bánh không. À. 200 cái. Tức là người ta vô mánh mà gái vô mánh. Có gì đâu, có gì đây đó. Rồi, gái cho nước mắm nhiều, đồ chua nhiều luôn nè, thấy không? Dạ. Không phải tưởng lấy đồ chua. Không lấy đồ chua. Rồi, nước mắm nhiều luôn. Gái ơi, em hỏi em tờ gái ơi. Không có thời giờ, giờ đang bận rồi, không có thời giờ mua. Rau muống. Dạ. Rồi cho nó miếng rau cái. Đây nè, không rau muống nè, thấy chưa? Đó. Tuyệt vời. Ai ơi, đợi cho con tàu đi sớm nha. Nè, bánh gì vậy? Rồi đây, chị đã gửi đây. Không ăn đồ chua nữa chú. Không ăn đồ chua. Rồi dì gái thối lại 5 ngàn. Cay không? Dạ cay. Rồi cảm ơn rất nhiều. Em chai cái hộp. Thấy chị chỉ đi. Chị gái à. Không để chị gái lấy cho. Tại vì hôm nay rau hơi mắc, thành thử ra lấy cái chú rau. Mình chè chuối nữa luôn ha. Dĩa gấp đi chị. Tự vô lấy dĩa gấp. Chị qua mình lấy đũa giùm em nha. Nước mắm cay phải không? 20. Rồi, 5 tôm, 5 thịt. Nhiêu tiền của con gì vậy? À, của con hồi nãy một tôm một thịt được không? Là cái này là 70, cái này 35 ngàn nữa là 105 con. Rồi, ô, gã hồng. Cảnh chưa? Cảnh chưa? Chưa. Anh cảnh dắt đi nhậu rồi. Ngon dữ lắm luôn. Không ăn là bỏ uổng lắm. Thì có một tuần chị gái nấu có một lần à. Trời ơi, có kìa các bạn kìa. Chờ chị gái xíu.
rau xanh bỏ mấy chú rồi này. Hai chú. Không sao bà ngoại đây bán mua bánh không không à. Bánh không như thế này mình hai chục. Mình bố chú ra sợ hết nè. Hết không? Sợ thật ra là mời hết á. Em mười trà. Mười tôm mười thở. Rồi. Mười tôm mười thở. Chục cái đi bạn. Chục cái đi. 5 cái đi. 5 cái đi. Cho miếng bột chua. Cao không? Có cho miếng bột chua cao luôn. Chứ cái bánh thịt này quanh bên trên đó. Còn tôm không? Nhà lấy tôm. Cái không? Dạ, tôm nóng cày. Nếu mà tôm nóng cày. 10 nha. Hôm nay mới gặp đó. Cái hôm nay chế ẩn trên trên lầu à hả? Nó ở nhà mình ở trên nhà đâu xong rồi đem lên chảnh ở chảnh tiếp tục không? Nó chưa tôi đồ trên tủ mà. Trời hôm nay thường bánh bèo. Dạ ngày mai. Ngày mai thứ hai đầu tuần em nghỉ. Thứ hai đầu tuần em nghỉ. Thứ hai nào cũng nghỉ đúng không? Dạ, đúng thứ rồi. Hai nào em cũng nghỉ. Biết người trai bán hả? Biết, đi đầu chai thì mới bán. Thì tôi không biết, biết giờ, giờ biết bán à, mì chai á. Quên luôn phải không? Quên luôn đó. Chụp còn gì đâu? Em vẫn bán bình thường, nhưng chỉ có thứ hai đầu tuần là em nghỉ. Cái này nữa luôn. Chú cháu ơi, chị nhà bưng rau ra. Nhờ của anh bực bực cay này không cay. Rồi chị chồng năm cái 70 anh. 80 phải xin 10.000 nha bánh không. Rồi chị chồng cái này đi em làm cho anh này hai bịch bánh không cái em bán gì mấy chị em chuối hả? Mấy bịch chị? Hai bịch. Hai bịch bánh không nữa này. Rồi để cho con đi. Em cho nước mắm nhiều nè. Nước mắm hả? Dạ bà Út làm nội trợ rồi. Nè, một cây nè. Biết làm gì nội trợ. Một không cay nè. Không có làm được cái gì hết đâu mà nội trợ. Bán cho cái cậu đứng rồi là 30 cái. Cái này đông cái tôm không? Dạ. Chú thằng nào gì vậy? Ha. Cho cậu là 40.000 cho thịt kìa. Còn hộp cho anh. Còn em đỡ em gấp. Thôi anh lấy 20 ha anh. Dạ. Rửa cái ly đàng hoàng coi. Dạ. Mai, mai thứ hai quán con. Mai nghỉ. Mai thứ hai cái nghỉ. Thứ hai là nghỉ. Thứ ba là cái bán tiếp. Mai. Chứ thứ hai là nghỉ. Mốt là gì? Thứ mốt, người mốt là bánh bèo, chè, dạ. Khoai môn. Thứ ba là bánh bèo chèo khoai môn. Dạ. Cho em 5 cái thịt, 5 rồi. Cái cơm. Đây nè. Ủa này bánh bột, hôm nay bánh bột có bán bánh bèo đúc chị thôi ta. Dạ không, hôm nay bánh bột. À, bữa nay là bán bánh bột hả? Chủ nhật với lại thứ năm là bán bánh cọ. À, còn mỗi ngày là bán bánh đúc, bánh bột ngày kia mà. Đúng rồi, đúng rồi. À, bánh bột. Sao bạn? Có ăn bánh cọ không? Cho thêm mì rồi. Không, chú thích không thôi. Không, con ăn đâu thì chú mua. Đó, cái khói ăn bánh bèo đúng không? Thứ ba qua mới có chứ hôm nay không có. Thông cảm nha. Thấy bán bánh bèo bánh đúng. Dạ đúng rồi. 3 từ 6 7. 3 từ 6 7. Có mì á. Chạy hai chạy nữa. Không biết hai chạy nữa ha. Nhanh. Bánh khọ ta ta. Đây bán bánh khọ. Chị là chú Trưng. Rồi chị. 5 cái thịt, 5 cái tôm. 35.000. 5 thịt, 5 tôm là 35. Rồi. Chị của chị là tổng cộng bao nhiêu hộp? Là 130. 130 với gì nữa ha? Hai bịch chè. 130 với này 20, 150. Ok. Dạ vậy thôi cảm ơn chị. Em bán rồi là em quên liền mà. Bắt em về vậy đó. Ai biểu chị ha. Học một cháu là như vậy. 35.000. 5 tôm 5 thịt là 35 á con. Em
miếng cơm em chỉ còn ít nữa là hết rồi, tranh thủ mua chứ để hết. Rồi gì gái xíu đi con. Hỏi 15. Trai ơi, con một cái hai phần nè. Rồi. Là nhiêu tiền nữa, con đưa thêm nhiêu tiền nữa. Con hồi nãy là bao nhiêu tiền bánh khỏi? 19 người. Bỏ nước lên chưa rồi, bỏ đá, đá vô chưa sao? Hả? Chuối. Dạ, đây có liền chuối ơi. Rất là không có đồng tiền, lấy là 10 ngàn nãy giờ bác muốn chết luôn, không có tiền. Ủa chị mình chưa đi Mỹ sao ta? Đợi em đu theo coi. Gái thì thiệt tình á. Nói gì em cắt để hết á. Bánh không hả? Ủa con 5 cái không để tép nè. Sao bán cho bé 5 cái dành tiền cho bán? Đâu không trả. Có cái sổ hoài ha. Mấy lần rồi mới ở cũng vậy đó. Mới hổng thứ năm vô đúng chưa? Bán hộp 30 không trả. Bánh đậu xanh nè, rồi bánh tôm nè, bánh thịt